Vâng, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Mèo Vặt và Thủ Thuật. Trên màn hình quý vị và các bạn đang xem đây chính là một cái video mình đã tạo ra từ ứng dụng KineMaster trên điện thoại di động. Với những mẫu video như thế này, chúng ta có thể ghép được rất nhiều những chủ đề, từ video album ảnh cưới, video sinh nhật, video đi du lịch, hoặc là rất nhiều những cái chủ đề khác chúng ta có thể ghép làm kỷ niệm cho riêng mình. Và để tạo ra được cái video giống như các bạn đang xem đây thì chúng ta có thể sáng tạo ra những cái video của riêng các bạn. Còn nếu như các bạn muốn một cái video mẫu giống hệt như thế này thì các bạn chỉ việc tải cái size dự án về và chúng ta ghép ảnh của chúng ta lên là xong. Mình đã tạo sẵn một cái size dự án và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ghép từ cái size dự án này. Thì các bạn chỉ việc nhấn vào link ở phần bình luận, chuyển sang kênh Mèo Vặt và Thủ Thuật, chúng ta sẽ thấy được cái video của cái size dự án và chúng ta nhấn vào đó tải size dự án về là xong. Đây chính là cái chúng ta vào YouTube ta đang xem như này. Thì đây chính là cái kênh của mình, thư viện đây. Đây là kênh của mình, Mèo Vặt Thủ Thuật, kênh mới của mình. Các bạn vào đây, các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh cho mình nhé. Đây, kênh của bạn, ta nhấn vào đây ta sẽ biết được. Thì cái video này mình sẽ để ở dưới phần bình luận của video. Các bạn chỉ việc nhấn vào và sẽ có cái đường link tải cái size dự án này về. Sau đó chúng ta ghép vào KineMaster là xong. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ghép video từ cái size dự án. Thì nó sẽ có hai cách. Cách thứ nhất, ta có thể vào trực tiếp KineMaster như này. Ta nhấn vào. Và tiếp theo ta nhấn vào chỗ dấu cộng đây, tạo mới đây, tạo ra đây, ta nhấn vào đây. Và ta nhấn tiếp vào dấu cộng bên trên. Và cái mục này ta sẽ không chọn vào các tỷ lệ này nhé. Chúng ta sẽ chọn vào mục dự án bên trên, ta nhấn vào. Rồi tiếp theo ta sẽ chọn những cái dự án mà các bạn đã tải về. Thì thường thường nó sẽ nằm ở mục download. Nằm ở mục download, chúng ta sẽ chọn ở cái mục download là sẽ thấy. Thì ở đây chọn tìm thì nó hơi khó. Thì các bạn có thể làm bằng cách thứ hai là ta sẽ vào cái file của bạn như thế này. Đây, file của bạn đây. Ta nhấn vào. Thì ta sẽ vào cái mục tải về này, nó sẽ thấy này, mục tải về đây. Là ta sẽ tìm được cái file mà các bạn đã tải về. Do mình không tải về cho nên mình sẽ chọn luôn vào cái size đây. Size có tên là size wedding Mèo Vặt và Thủ Thuật nhá. Các bạn chỉ việc tìm tới nó và nhấn vào là xong. Nhấn vào. Đó, ngay lập tức nó sẽ load vào KineMaster. Rồi ok, ta đã có một cái mẫu size dự án như này. Thì cách ghép các cái video từ size dự án, rất nhiều video mình đã hướng dẫn rồi. Chúng ta chỉ việc thay ảnh của chúng ta là xong. Thì ở đây mình sẽ để hai mẫu ảnh. Thứ nhất là ảnh dọc và ảnh ngang. Ví dụ như cái ảnh đứng như này, mình sẽ gọi là ảnh dọc với tỷ lệ 4:5. Các bạn có thể chọn những cái bức ảnh tỷ lệ 10:6:9, nó cứ dọc là được. Đó. Tất cả những cái bức ảnh nào mình có ghi chữ Mẹo Vặt và Thủ Thuật tỷ lệ đây thì chúng ta chỉ việc nhấn vào thay là xong. Đó, đây rất nhiều những cái mẫu ảnh này. Đó. Ta chỉ việc thay những bức ảnh này là xong. Đây, đây là ảnh ngang tỷ lệ 10:6:9 này. Thì bây giờ ta chỉ việc thay ảnh thì ta sẽ kéo xuống này. Kéo xuống đây. Tất cả những cái hình này chúng ta không được nhấn vào nhá. Ta chỉ việc kéo xuống cái hình màu trắng này. Đây, ta nhấn trực tiếp vào nó. Đó, khi nó hiện lên các cái gạch kẻ nét đứt này thì tiếp tục là chúng ta nhấn vào chỗ thay thế. Ta nhấn vào đây, thay thế. Tiếp theo là ta sẽ chọn tới cái bức ảnh của chúng ta muốn thay. Ta nhấn vào những cái bức ảnh, ví dụ mình chọn ở mục download này. Và các bạn lưu ý khi mình đã để chữ bức ảnh tỷ lệ nằm dọc thì chúng ta sẽ chọn tỷ lệ dọc nha. Ví dụ mình chọn bức ảnh này chẳng hạn, ta nhấn vào. Đó, rất là nhanh. Xong. Đã xong một bức ảnh. Tất cả những cái chữ này các bạn có thể thay tên, thay ngày tháng nha. Thay tên, thay ngày tháng cũng được. Đây, ta kéo xuống. Chính là cái mục vàng vàng này, ta có thể nhấn vào để ta thay tên.
để thay tên, ta chỉ việc nhấn trực tiếp vào nó và ta nhấn vào phần chỉnh sửa đây, edit, ta nhấn vào. Ta có thể xóa chữ này đi, ta viết chữ khác vào. Ok. Rồi tiếp theo. Cái này cũng vậy, bây giờ ta tìm tới cái mục ảnh màu trắng này. Tỷ lệ 45, ảnh dọc. Tất cả những ảnh dọc ta đều thay thế được, ta nhấn trực tiếp vào nó. Và ta lại nhấn vào chỗ thay thế. Đó, với cái cách làm từ cái size dự án này, chúng ta không cần phải nhiều thao tác. Ví dụ đây, ảnh đọc đây, ta nhấn vào, xong. Tiếp theo, đây là một cái bức ảnh ngang. Thì ta lại nhấn trực tiếp vào cái bức ảnh này và ta nhấn vào mục thay thế. Lúc này ta sẽ chọn ảnh ngang. Một cái bức ảnh ngang. Thì ở đây mình không có nhiều những bức ảnh ngang, nhưng bây giờ mình chọn đại khái một cái giống như thế này. Đây. Xong. Rồi tiếp theo, cứ như vậy chúng ta cứ thay thế hết tất cả những cái bức ảnh mình đã để sẵn đây. Rồi ta có thể nhấn trực tiếp vào và lại nhấn vào thay thế tiếp tục một bức ảnh ngang nữa. Bây giờ mình cứ chọn những cái bức ảnh như này cho nó nhanh. Tiếp theo lại là một bức ảnh ngang nữa thay thế. Ảnh này đi. Xong, tiếp theo. Đây là hai bức ảnh dọc. Hai bức ảnh dọc ta nhấn vào. Ta thay. Và có một điểm lưu ý mình sẽ nói cho các bạn nha. Đây bây giờ mình đã thay ảnh đã này. Tiếp theo cái này cũng đã thay ảnh đã. Thay ảnh này. Đây, nếu như cái bức ảnh mà nó bị lộ ra quá này, ta có thể tách nền luôn cũng được. Ta có thể nhấn trực tiếp vào bức ảnh này và ta kéo xuống phần xóa nền ảo thuật này. Đó, như vậy là bức ảnh nó sẽ không bị lèm nhèm ra ngoài. Cái này cũng vậy này. Ta nhấn vào, ta có thể xóa nền ảo thuật luôn. Đây, xóa nền ảo thuật này. Xong. Ừ. Để ta lấy riêng hình người thôi, còn ghép vào cái khung cũ. Tiếp theo một bức ảnh ngang nữa. Ta lại nhấn vào. Thay. Thay. Không. Các bạn có thể xóa nền luôn. Xóa nền ảo thuật. Đó. Nó bị lèm nhèm ra ngoài thì ta mới cần xóa thôi, không thì ta cứ để cũng được, không sao hết. Đó. Thay hết bức ảnh này. Rất là đơn giản khi ta tạo ra những cái video từ cái size dự án có sẵn này. Ta chỉ việc thay ảnh là xong. Nếu như nó bị lèm nhèm với những cái bức ảnh như này, ta xóa nền đi. Đó, xóa nền đi thì nhìn nó sẽ khớp hơn. Và lưu ý với các bạn, ở đây nó có một cái bài hát, một cái bản nhạc mình đã ghép sẵn. Đây chính là một cái bản nhạc mình đã ghép sẵn. Thì các bạn có thể xóa đi. Các bạn có thể xóa đi thay cái bản nhạc khác vào cũng được. Đây cái này nó là một cái video mình đã ghép sẵn rồi. Bây giờ ta xóa đi. Nhấn vào đây ta xóa. Để ta thay bản nhạc khác nhé. Đó thì để ghép nhạc thì ta sẽ nhấn vào phần lớp này. Nhấn vào đa phương tiện này để chọn cái bài hát.
Thì các bạn có cái video chứa bài hát thì ta sẽ chọn theo cách này. Đây, ví dụ như ta sẽ chọn những cái video có bài hát có sẵn ở trên điện thoại của chúng ta. Ta cứ nhấn vào là xong. Đây ví dụ này. Mình không có cái bài hát nào nó hay hay một chút. Ví dụ cái này đi, một cái bản nhạc này cũng được. Đó, và ta lấy tay ta vuốt cái này xuống là xong. Đó, hoặc là ta có thể thay nhạc MP3. Khi chúng ta chỉnh sửa xong, ta sẽ nhấn vào đây, ta lưu lại nhé. Nhấn vào đây. Nhấn vào đây và ta nhấn lưu video. Lưu dưới dạng video, ta nhấn vào đây. Và chờ cho cái này chạy hết sang bên này là ta đã có một cái video với cái chủ đề mà chúng ta lựa chọn. Ta có thể thêm một số chi tiết, một số cái sự sáng tạo của các bạn lên cái site dự án này đều được nhé. Đó và rất đơn giản. Ta có thể tạo ra được những cái video riêng cho chúng ta. Và video chia sẻ của mình xin được dừng tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.